đẹp đẹp dã man. Lão 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 quá đẹp, trèo lên cổ lão phát xem, trèo lên cổ lão xem cái thảm nằm lên đây được các bạn. Dày mưa không ướt mặt này, nếu nằm ở dưới bóng này đẹp quá. Đẹp. Cây này đây, lá đang rất đẹp, cây nào lá đẹp, sung đây, sung đây. Xin chào cô bác. Đấy, tiếp tục video thứ hai tuần này ở quê. Vừa nãy làm cái ổi kia thì các bác cũng đã chắc cũng đã xem. Bây giờ đến cái đồ thời thượng ở đây. Lá đẹp quá, lá đẹp xanh như ngọc, cái xanh Nam Biển. Ở quê nó ít, cũng có vỏ chĩ nhưng mà ít, có ít rất ít các bạn. Một vài lá nó có thôi. Đấy, ví dụ đây có, chứ không phải phun thuốc gì cả. Một vài lá nó có thôi. Đấy, có lẽ là do khí hậu, hoặc là cũng có thể là do cây to. Những cây này cũng thế, ít cũng có nhưng ít. Đây, cây còn nguyên đây. Nhiều khi nhiều bác cứ bảo tôi bán rồi, còn nguyên đây mà. Đấy, đẹp không các bác? Đứng nguyên cái khung hình. Cây sung nữa cũng thế, ba cái cây cùng vặt lá cùng một hôm ấy. Hôm vừa rồi ấy, mà làm răm ấy, là cùng một hôm luôn. Thì bây giờ lại ra lá cùng một lúc luôn. Nó rất là đẹp, cây này thì đợt ý chưa làm. Ô oh, nào. Không vặt của chú đâu. Ông cụ dạy dâu. Ông cụ á? Ông cụ dạy dâu. Ông cụ có dâu à? Ừ. Đúng rồi. Cây cao khoảng 70 phân các bác nhé, sổ quý đấy. Nhưng mà rất khó hiểu lỗi cây này, chụp ảnh nó không ăn ảnh, nó không lên được. Với lại đằng sau nó lôi thôi quá các bạn, chụp ảnh không lên được. Nhìn cái này các bác không mê gì, mê cái gì. Cao có 70 phân thì lùn lắm, 70 phân. Còn cây này khoảng 1m1 đó. Kê nó cao này thôi, để lôi thôi đấy. Gà các bác nhé, ở quê thì tôi khổ lắm. Che chắn thế này cứ tưởng làm cái gì đâu, nhưng mà chặt này che gà, gà nó lên đây nó bới một lúc thì vừa bẩn mà chết cây, tối nó ngủ ở trên này, sợ lắm. Nhà tôi ở quê nuôi gà hoang dại, để cái thịt thì nó ngon nhưng mà nó không có giá trị kinh tế, với lại nó phá. Thì ông bà quê chỉ tưới cây cho tôi cũng chẳng hiểu giá trị đâu, chẳng hiểu giá trị đâu. Nhiều khi một cây này bằng chắc bằng mấy tấn gà. Đấy. Bà nuôi một năm thì chả biết được bao nhiêu cân gà. Quay trở lại cây này đầu tiên đi. Tôi ngắm nó thích quá. Về cái tôi thấy thích luôn. Mướt mắt và khỏe cây. Đấy, phải để ngang khung hình như này. Mặt trời nó đây. Đấy, đẹp không? Con thấy đẹp không? Cây gỗ đẹp không? Có. Đấy, bắt đầu này. Mâm xôi này, búp ngọc. Đúng rồi. Mâm xôi búp ngọc đấy. Thích không? Thích không? Rất đều nhá. Rất đều. Đấy, đợi những cái sẹo này sau cái phương án thứ nhất là cứ để cho nó liền, nhưng mà nó chỉ bo được phần nào thôi. Phương án thứ hai là đóng như cái này. Vắt vào đây, đóng vào. Phương án thứ ba là quét cái này đi làm để cho nó đeo một viên đá ở lưng này. Đấy, cách nào cũng hay. Chỗ này thì bộ thể dính được rồi, be vào nhau rồi. Nó đen đen này nhưng mà không phải nó bị đâu, tôi bôi keo nó nhem lem nhem đấy các bạn, chiếc sẹo nó chỗ này nó kín rồi đấy. Bôi keo lem nhem, sẹo nhỏ thành sẹo to đấy, do mình cứ bôi keo cứ vã rồi. Đấy các bạn, thế. Tôi khẳng định nó là đồ quý đấy. Anh em giờ trên mạng cứ đăng mấy cái phôi cứ ui ôi quý quá rồi nọ kia, nó chọc lóc nó có cái gì đâu. Tung hô nhau để thương mại thôi. Quý nó phải như thế này này. Nó hoàn thiện, nó cốt cán, rồi nó thân thế dáng dấp. Bao nhiêu năm tháng cây thật già, cực kỳ già cái này. Nó gọi là quý chứ. Cũng những quý mà còn hiếm các bạn. Đấy, nhìn này.
chân bệ của nó này. Các bác này, chân bệ rồi thân cốt này, già kinh khủng, đúng là một cây lão luôn, già già một cây lão, một đẹp lão, cây này gọi là cây đẹp lão. Đấy, lão này chắc nếu mà lão ông thì chắc còn lấy vợ được nữa, còn đang muốn lấy vợ. Đấy, lão này còn muốn lấy vợ, mướt mắt quá, mướt mắt quá, mướt mắt quá quá. Đấy, phê lắm, mặt nào cũng đẹp, mặt nào cũng đẹp. Tôi sau này tôi vẫn sẽ thay cái chậu khác, tôi không thích cái chậu này. Hồi nãy tôi có chụp mấy cái ảnh rồi quay lên Facebook nhưng mà đúng cái ảnh nó nhìn không ra hết nét, rất bực, rất bực. À đây, đứng hẳn lên đây, cái đôn này với cái chậu này nó to mà, đứng hẳn lên đây cho nó. Ấy, chưa, như giải chiếu chưa, như giải chiếu chưa, như trải thảm chưa, như trải thảm chưa. Đấy, rất đều, không bị sâu, không bị sương muối, rất đều. Cắt được ý đẹp, cắt được ý thời tiết đẹp. Chẳng có bón cái gì đâu bác, chỉ tưới ở quê các ông bà chỉ tưới, làm gì đâu. Nhưng đường này là phấn khởi lắm, phấn khởi. Này, các bác nhìn như nằm như thảm cỏ không? Hoa vàng trên cỏ xanh không? Thiếu mỗi cái hoa vàng cho đây này. Đấy, phê không? Đây là cái sung nhá, trên đỉnh cái sung xuống cũng rất mướt. Đấy, nhân tiện quay luôn cây này, đang đứng trên cao mà, quay luôn ngọn cây này. Đấy, rất sum xuê, thụ bóng, đúng, cây cao bóng cả này, tỏa bóng mát đây. Rồi xuống, quay nốt cái phía bên này cái này để sang cây kia. Đấy, phê lắm các bạn ơi. Trời trời, cái gì mua cái phôi rồi, có nhiều, ví dụ như này ông Cường mà bán cái phôi mà trả ông đến lúc đầu là có người trả 50 triệu, xong ông ở chợ trả 55 triệu không bán, nhất định 70 triệu mới nói chuyện. Xanh Nam Điền mà phôi đi các bác nhá, phôi nhá. À, cổ ngọn cái này, cổ ngọn quá đẹp luôn, cổ ngọn quá đẹp luôn, cổ lắc sùm xuề. Đấy, đẹp chưa? Đấy, xa gần đủ cả, hy vọng các bác nhìn thấy các cái góc cạnh. Tiếp theo đến cái sung này đẹp miễn bàn này. Đấy, điều này sáng sủa rồi. Đấy, đang có lứa quả mới đây. Đợt trước về thì nó rụng hết quả đấy, nhưng có lứa quả mới đây. Lứa quả đây, quả đấy, quả đấy. Quả từ gốc đến ngọn luôn. Đấy, đi con. Đấy, gốc này, gốc này. Bố chuẩn bị đi về Hà Nội nào. Đi, chuẩn bị nhá. Vâng. Chuẩn bị đi Hà Nội chứ. Đấy các bác, sùm xuê, sùm xuê. Cao cỡ hơn 40 các bạn, 8 chứ còn thân cốt nó chỉ cao tầm cái phần đến phần cốt kia nó chỉ cao tầm 30 thôi. Tôi để tán thiên nhiên rồi, nó rộng. Đấy, đủ nắng, đủ nước. Sáng sủa cây. Sáng cây. Nào tứ diện đẹp. Tứ diện đẹp. Nhìn như cái nơm luôn. Dăm dày. Hoàn toàn tán tự nhiên này. Rất lành lặn sạch sẽ này. Rồi, ok, đến cây này. Cũng một cây rất tâm đắc. Mỗi lần cây này được vỗ vỗ phát. Đấy, con này. Vỗ mặt lên. Một. Chưa được hai gang tay là đã phân nhánh rồi. Rất thụ, rất lùn. Rất lùn. Cây này nó chỉ cao 1m1 thôi các bác. Đến tận quả phúc kia. Đấy. Xuống đây, 1m1. Còn cái chỗ kia kìa. Chỗ chia ba nhánh thì chắc được 30 phân. Thấy không? Cây rất là cổ thụ. Rất là cổ thụ. Lá cũng đang rất đẹp. Đấy.
quê sướng thế chứ. Ở quê đấy, chẳng có bọ trĩ mấy. Trên kia tôi bọ trĩ phun không xuể. Có lẽ là cây mini thì nó dễ ám ảnh nhiều hơn. Cây to này đôi khi có vài cái lá nó cũng không đáng mà bao giờ lắm cả. Kể là vào. Đẹp quá. Đẹp quá. Cây này đợt trước chưa làm được cho nên nó toàn là giá lá già thôi. Thôi đợt này để đợt Tết thì về thì làm. Tết thì về thì làm. Chắc từ giờ đến Tết mới lại về làm được. Quê nó bị gà quá, tôi không dám để nhiều. Bao giờ giải quyết hết gà qué chó má thì để cây yên tâm được. Đẹp không nha, rất đẹp, sườn cũng đẹp. Ok các bác, kết thúc ở đây. Đấy, ở quê chỉ gắn để vài cây thế thôi. Ổi đây, lá nó mỡ mướt thích quá, chẳng bó bón cái gì đâu các bác. Đấy, được tới về gần Tết là lại được bấm đấy. À, được bấm bông bấm bóng ấy, để chơi Tết. Đấy, các bác nhìn cổ lắc phê lắm, tôi rất thích. Thôi cảm ơn các bác đã theo dõi nhé.